Trấn Thành vẫn nuôi hy vọng nhà bà nữ tiếp tục bùng nổ dịp lễ 30 tháng 4, Haruon lên tiếng sâu cay. Sau hơn 11 tuần oanh tạc phòng vé đạt doanh thu 475 tỷ đồng, phim điện ảnh nhà bà nữ sẽ tiếp tục đến với khán giả online vào ngày 27 tháng 4. Chiếu online vào dịp lễ, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Trấn Thành kỳ vọng bộ phim sẽ tiếp tục đạt được lượng người xem bùng nổ. Xuất hiện tại rạp chiếu từ mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bộ phim nhà bà nữ nhanh chóng xác lập kỷ lục doanh thu nội địa cao nhất với 475 tỷ đồng chỉ gần 3 tháng ra rạp, vượt qua Cái bóng bố già 2021 để trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Sau khi đạt được những thành tích đáng kinh ngạc tại phòng vé trong nước, gần đây nhà bà nữ tiếp tục đến với khán giả quốc tế tại thị trường đầy tiềm năng như Mỹ, Singapore, Úc và New Zealand. Song song đó, vào cuối tháng 4 năm 2023, nhà bà nữ sẽ lại hội ngộ khán giả Việt qua ứng dụng điện tử. Được biết, nền tảng này là đơn vị nắm bản quyền của nhiều phim Việt chiếu rạp có doanh thu đứng đầu như Bố Già 2021 420 tỷ, Cua Lại Vợ Bầu 191 tỷ, Mắt Biếc 180 tỷ, Tiệc Trăng Máu 175 tỷ, Em Và Chị 100 tỷ. Và giờ đây, khi nhà bà nữ gia nhập vào kho phim 100 tỷ, các khán giả trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều có cơ hội để thưởng thức tác phẩm Việt dẫn đầu về doanh thu ngay tại nhà với trải nghiệm như tại rạp. Nhà bà nữ có nội dung kể về những mâu thuẫn, khoảng cách thế hệ trong gia đình lao động ở một khu chung cư cũ tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi những mâu thuẫn không được giải quyết, giới hạn bị phá vỡ, những xung đột bùng nổ và để lại những tổn thương sâu sắc cho tất cả những người trong cuộc. Phim có sự tham gia của các diễn viên Lê Giang, Uyển Ân, Song Luân, Khả Như, Trấn Thành và đặc biệt là hai nghệ sĩ gạo cội, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu và nghệ sĩ nhân dân Việt Anh. Cuộc tái ngộ của phim điện ảnh nhà bà nữ với khán giả Việt hứa hẹn sẽ đem tới những trải nghiệm trọn vẹn đầy cảm xúc. Cách đây vài ngày, Trấn Thành bất ngờ bị vướng vào nghi vấn quỵt tiền hóa đơn có giá trị lên tới 187 triệu đồng tại một địa điểm vui chơi. Cụ thể, từ tối 25 tháng 4, cộng đồng mạng sôi sùng sục với thông tin liên quan đến Trấn Thành. Theo đó, một cô gái lên tiếng bóc phốt Trấn Thành do hết hợp đồng hôn nhân với Harry nên rủ cô ấy cùng Hiền Hồ và một người nữa tên Lâm, được dự đoán là Lê Dương Bảo Lâm đi nhậu. Khi nhậu xong, mọi người về trước và cô ấy được Trấn Thành nhờ thanh toán vì anh quên mang thẻ. Do rất tin tưởng nên cô ấy đã thanh toán hóa đơn 4 người hết 187 triệu. Nhưng đến giờ sau một tuần vẫn chưa được Trấn Thành hồi đáp về khoản tiền cần chia này. Cô này cho biết sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu như kể sai về câu chuyện trên và sẵn sàng để Trấn Thành kiện mình. Mới đây, trên trang cá nhân, Haruon đăng tải chiếc bánh được gọi là hot nhất xứ Kim Chi, được đông đảo mọi người yêu thích. Cô viết, nghe đồn món này ngon, hot dần dần tại Hàn Quốc, bóc ăn xong phải nói. Đáng chú ý, phía dưới bài viết, nữ ca sĩ để lại bình luận, bởi vậy đồn chưa chắc đúng. Do bình luận này của Harry đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, nhiều khán giả cho rằng cô không chỉ nhận xét riêng về chiếc bánh này mà còn ẩn ý nhắc đến ồn ào mà ông xã Trấn Thành đang gặp phải. Chị tôi đáp trả đỉnh quá, ẩn ý trong cuộc sống nữa đúng không chị? Ghê thật, mượn hình nói lời, người con gái có trí tuệ. Công nhận, câu nói có hàm ý sâu xa ghê, em hiểu được cả hai nghĩa nha chị. Nói về tin đồn trên, khi trả lời phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ, quản lý truyền thông của Trấn Thành đã phủ nhận tin đồn trên. Người này thẳng thắn cho biết ekip của nam MC còn không hề hay biết những tin đồn trên bắt nguồn từ đâu và nhấn mạnh nghi vấn của nam nghệ sĩ có tên TT không hề liên quan đến Trấn Thành và hoàn toàn sai sự thật. Khi được hỏi về cảm xúc của Trấn Thành về tin đồn trên, quản lý của nam MC cho biết anh cảm thấy bình thường với loạt thông tin trên bởi từ đầu năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại, Trấn Thành đã không ít lần vướng vào những ồn ào lùm xùm dấy lên từ làn sóng trái chiều từ công chúng.